chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba mẹ cùng. Thì Sài Gòn bây giờ là 8 giờ sáng. Ba mẹ cùng đang có mặt ở đây là số 581 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6. Ở đây là ngã tư đường Nguyễn Văn Luông với đường Hậu Giang. Hồi xưa đường Nguyễn Văn Luông này nó mang tên là đường Thiệu Trị. Trước đó nữa thì nó mang tên là đường Phú Định nha bà con. Cho nên ở đây con đường này, ở đây người ta gọi là ngã tư Phú Định nè. Còn mà quẹo tay trái là mình đi về ngã tư Phú Lâm. Còn mà quẹo tay phải nữa là mình sẽ đi về ngã ba Phú Định. Hình như ba mấy cô nhớ lầm là quẹo tay phải này mình đi thẳng xuống tới dưới á, là như nó có cây cầu. Cây cầu đó giờ không biết còn cầu không, nhưng mà như là cái cầu như cầu Bà Lài á, phải không? Ba mẹ còn nhớ là vậy, không biết phải không nữa. Thì cái này chắc chỉ có bà con cô bác nào ở khu vực này thì bà con cô bác mới biết. Nhưng mà ba mẹ còn nhớ thì xuống dưới là có cái cây cầu Bà Lài. Ở đây là cái cầu này, cầu Hậu Giang, bên đây phải là bến Nguyễn Văn Tố. Thì xin thưa bà con cô bác, tính hết bây giờ là hết tháng 5 rồi, coi như là các em học sinh nó bắt đầu nó nghỉ hè rồi đó bà con. Thì qua đầu tháng 6 này thì nó sẽ tới cái mùa gọi là mùa đi du lịch. Mùa này là cái mùa mà rất là sôi nổi, từ các thầy cô trường học rồi các em học sinh được nghỉ học, ba mẹ cho đi chơi rất là nhiều. Đường phố nó cũng vắng hơn rồi, hôm nay học sinh hết đi học rồi bà con. Đường này đường Minh Phụng nè. Bác thấy không? Tất cả các trường học là hôm nay không còn học nữa. Các em nó cũng không có mặc đồ ra đường. Bây giờ nói chung ra đường là con bác sẽ thấy nó vắng lắm. Rất là vắng. Vắng vì đường phố không còn có bóng học sinh nữa. Mà các em sẽ ở nhà nghỉ ngơi, ăn uống hay gì đó, đi chơi, muốn làm gì đó là làm. Cầu này là ta hồi đó người ta gọi là cầu Bình Tiên nè. Bên tay trái này xưa có nguyên cái con kênh luôn bà con. Con kênh nước. Nhưng mà sau này cái đến thời này lúc nào ba mẹ cũng nhớ, tự nhiên lắp lại, bắt đầu cho xây nhà hết. Cái dòng sông đó thì bắt đầu tự nhiên đóng vô cái cống hộp. Và hiện tại ba mẹ cũng nghe nói là ở các phía bên quận 8 nè, không biết quận 6 này có không, thì nó sẽ cái gì ta, nó sẽ giải tỏa hết nguyên một cái khu vực luôn. Hàng loạt căn nhà bị giải tỏa. Chùa Bồ Đề Lan Nhã này là xin thưa bà con bắt cái góc đầu tiên là nằm ở trên quận 10 á. Bữa nào ba mẹ cô chạy vô đó rồi ba mẹ cô sẽ nói cho bà con bác nghe về cái chùa Bồ Đề Lan Nhã đó. Góc của nó là nằm ở trên đường Ngô Gia Tự, quận 10 đó bà con. Bây giờ như ba mẹ cậu nhớ lầm là bây giờ người ta làm bệnh viện mắt gì đó.
đây có mì chú cao này. Mì chú cao này thấy đi đâu cũng nhiều lắm nha. Đoạn đây là ngã tư đường Phạm Văn Chí, quẹo tay phải này xưa là về có một cái bến xe Phạm Văn Chí ở cuối đường ngay chỗ hãng rượu á bà con, hãng rượu Bình Tây. Còn trường mầm non Rạng Đông Ba này là hồi xưa đó là cái rạp hát, cái rạp này tên là rạp Hương Bình của một ông đại tá, gia đình ổng là ở phía sau của rạp hát này. À, cháo lòng Nam Định kìa, à, cháo lòng má heo tiết canh. Rồi mình quẹo qua đây con đường Phạm Văn Chí. Cháo lòng mà nói cháo lòng ngon á, đến giờ ba mẹ cậu ăn là chỉ có láo lòng ở trên đường Lê Văn Sĩ mà con, trên Tân Bình đó là ba mẹ cậu ăn, ba mẹ cậu thấy ngon. Chứ còn cháo lòng mà ở ngay chỗ Cô Giang giờ ba mẹ cậu ăn, ba mẹ cậu thấy cũng không ngon. Dù rằng là hồi nhỏ ba mẹ cậu chuyên ăn cháo lòng của cái bà đó mà sao giờ đi không thấy ngon nữa. Xôi xe báu nè, có một thời gian ba mẹ cậu thường hay chiều tầm khoảng 3 giờ chiều ba mẹ cậu ghé đây mua bánh bột củ cải ăn. Hồi đó chỉ bán buổi chiều à, giờ thấy bán luôn buổi sáng nè. Đường này đường Phạm Phú Tứ nè, bún cá Châu Đốc Mỹ Mập. Heo quay Kim Mai đó, YouTuber đó à, có một YouTuber cứ đứng đó mà quay. Điều đặn mỗi ngày cử sáng, quay xong là muốn làm gì đó là làm. Còn cái chuyện mà ai muốn coi thì coi, không coi thì thôi, họ không quan tâm. À, đây là chợ Bình Tiên rồi đó. Bán tầm bồng người mù, người mù bây giờ cũng phải ra đường ăn xin nữa đâu. Giờ mời bà con bác dạo một vòng, à, dạo một vòng chợ Bình Tiên. Wow, trái dầu ngon ha. Chợ thêm người mù nữa, wow. Chợ Bình Tiên này hôm nay xin tiền hơi nhiều ha. Khu này khu ăn uống nè bà con. Bà con các bác nhìn thấy à, thấy cảnh nè, cho cái bánh tâm bì kìa, hấp dẫn ha. À, bánh tâm bì nước cốt dừa, cái món này ba mẹ cũng thích lắm. Chưa ăn sáng gì hết mà chui vô cái chỗ này thấy nó đói bụng quá. Trời ơi lại mù nữa. Trời ơi lại mù nữa. Nhìn mấy cảnh đó thấy thê thảm quá. Chứng chiến tôi thường ở một mình. À,
số, ảnh em bé bán vé số. Nơi cái chợ, những cái chợ này nè bà con bác thấy nó dơ vậy đó, nhưng mà đây là một cái nơi mà nó gắn liền với cuộc sống mưu sinh của nhiều người lắm nha bà con. À, bán vé số cũng vậy nè, ha. Nó hơi lầy lội dơ chút. Xin thưa với bà con bác là bán cá cho thành thử ra là nước nó hơi lầy lội. Trời ơi ông thầy ông già nữa rồi bà con. Bởi vậy bà con bác thấy không, người già ở Sài Gòn này nó ra nằm đường cầm nấu xin tiền đó bà con. Nằm trên ghế nữa, quá thê thảm. Cuộc sống vẫn còn nhiều người nghèo quá. Đường này đường bãi sậy. Chúng ta đang đi trên con đường bãi sậy. Ba mẹ cầu nghĩ rằng đó là cái những cái dãy nhà bên đây nè, không biết có bị giải tỏa hay không nha bà con.
mà chắc chưa có lập tới cho nên thấy chưa có căn nào mà bị đập á. Hồi xưa bên tay trái này cũng không có nhà nha bà con. Không biết cái dãy này có bị đập không. Đây cũng chưa thấy cục kịch gì nè. Rục rịch chứ. Đó, nhưng mà bên kia là coi như là bị sang phẳng hết rồi đó. Đó, bên đây thì ba mẹ còn chưa thấy nhúc nhích gì hết. Nhưng mà bên đây là bà con bác xem nè. Đó, sạch sẽ. Đó, bên kia đó bà con bác không? Hàng loạt căn nhà bên kia là coi như là xong rồi đó. Bắt đầu ở dưới bà con bác thấy xe cậu, xe múc mới đang múc đất để nạo vét cái dòng kênh đó bà con. Khơi thăm cái dòng ra. Đó. Rồi đóng cừ đó, làm be bờ lại. Nhưng mà chỉ có một vố cái căn nhà ngay đây vẫn chưa đi nữa nè bà con. Đó, ngay trước chợ luôn đó bà con. Đó, bà mày còn thấy chưa có nhúc nhích rục rịch gì hết. Đây ba mày còn thấy chành xe nhiều á. Đó, hồi xưa ở đây là cũng giống nhà, cũng giống như bên kia vậy bà con. Đó, mà giờ bà con bác xem ha, bên kia thì vẫn còn nhà mà bên đây thì như là chưa nhúc nhích cục kịch gì hết. Đó, cái đoạn giữa ở đây là có người dọn đi nè, cho nên người ta đập rồi nè. Đó. Đường này đường Chu Văn An. Đường Chu Văn An này hồi xưa không có đường nè bà con. Chỉ có cái đường ở trên kia là cầu Ba Ly Cao thôi. Ngày đây không có đường. Bây giờ ta làm cái đường thẳng bon qua luôn. Con đường này đường Phan Văn Khỏe, hồi đó là bến Nguyễn Văn Thành. Đó, bà con bác thấy không? Đó, mai mốt giờ sạch, sạch luôn, sạch sẽ. Đó, đập hết luôn rồi bà con bác thấy không? Không biết cái đường đó có xuyên qua được không ta? Thấy ba mày còn chạy vô thử rồi. Không được thì mình chạy ra. Lần đầu tiên bà mẹ cậu đi vô hẻm này. Ra được không trời. Trong đây có một cái sân rộng dữ trời. Một số nhà ở đây cũng đập luôn rồi nè. Trời ơi. Sình nước này lội. Ta đang nóng cừ đó bà con múc. Trời ơi bà con bác thấy coi dưới dòng sông đó, người ta múc lên thấy ghê không, đất cát ghê không. Đó, người ta đang khơi thăm cái dòng đó bà con.
nó bích chịch luôn à. Rồi đó bà mày còn thấy xe đang múc đó bà con, múc bích chịch. Đất đá mà dưới dòng sông mà nó múc lên mà cao như núi á bà con biết không. Con đường này đường Phạm Đình Hổ, nếu mà mình đi thẳng luôn là mình sẽ tới trường quân báo ngày mai, bên kia là tiệm ăn Nam Long. Tươi sáng một giác luôn. À, ở đây có quán hủ tiếu Hồ ngon lắm nè bà con. Đâu đây nè. Đây cái tiệm này nè bà con, bên đây phải nè. À, bán hủ tiếu Hồ nè bà con. À, quán đó đó. Nhìn qua bên kia là trường quân báo ngày mai. Đây là Aribank. Ôi Aribank làm luôn thứ bảy đó ta. Có một số ngân hàng không có làm ngày thứ bảy đâu nha bà con. Ba mày còn nhớ có một số ngân hàng họ không làm việc ngày thứ bảy. Mà Aribank này là của nhà nước mà vẫn làm luôn ngày thứ bảy là ba mày còn thấy hay à. Qua đây mũi tàu Nguyễn Trãi. Rồi thôi chắc ba mẹ còn xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Đây là đường Tạ Quyên nè bà con, hồi xưa là đường Tôn Thọ Tường.
Rồi bên tay trái là chung cư Thuận Kiều. Trung Hoa. Hồi đó đây là có nhà ga Thuận Kiều nè. À, bà con cô bác còn nhớ không, hồi xưa ngay giữa đó đó, giao lộ đó là có cái tượng đài chiến sĩ vô danh đó bà con. Hôm nay không có học sinh đó, bà con các bác nhìn thấy nó vắng ha. Bên này phải này hồi xưa là Tỳ Thuế bà con, Tỳ Thuế liên quận 678. Bên tay trái là trường Hồng Bàng nè, hồi xưa là trung tâm giáo dục Hồng Bàng. Đúng rồi. Hồi đó nó cũng mang tên Hồng Bàng luôn bà con. Nó cùng cái hệ thống với trường Lê Quý Đôn á. Nhưng mà Lê Quý Đôn là năm 67 thì đổi tên. Đây là đường Triệu Văn Phục. Tiệm bánh Chiwi, Chiwi. Mua một, bạn một. Cái gì đây? Bánh mì Quỳnh Gia. Đây là Hùng Vương Shop. Trời ơi, đọc cái Hùng Vương Shop mà ba bị tụt. Quên, cái đó là bệnh viện Hùng Vương bà con, chứ không phải cửa hàng Hùng Vương đâu. Bên đây phải này là đại học y khoa Đại học Đường. Bây giờ là Đại học Y Dược. Cái cổng ba mẹ rồi thấy cũng giữ y nguyên hồi xưa đó rồi bác. Giờ chỉ có ốp đá hoa cương rồi thôi. Đường này đường Tảng Đà. Bên kia là trường Hùng Vương. Trường đó hồi xưa tên là trường Đỗ Hữu Phương. Bệnh viện Đại học Y Dược này là hồi xưa là đất của Vinh Sở Tây ấy bà con. Ba mẹ gò đố bà con cô bác biết, ở Sài Gòn mình có một cái Vinh Sở Tây rất là lớn. Đố bà con cô bác biết hồi thời Pháp có Vinh Sở Tây ở Sài Gòn nó nằm ở đâu. Còn đó là Vinh Sở Tây Chợ Lớn nha. Và bên tay phải này xưa nhà của Đại tướng Cao Văn Viên nè.
bên kia là nhà thờ ngã sáu nè, có trường Bưởi nè, đại học xá Minh Mạng nè, còn bên tay phải này là có trụ sở của tổng hội sinh viên Sài Gòn hồi xưa nằm ở đây. Rồi ngay cái đầu đường bên đây á, là có cái chẩn y viện quận 5. Rồi xuống tí xíu nữa là tòa hành chánh quận 5. Bên kia là công viên Văn Lang. À, do ở đây là có cái trụ sở tổng hội sinh viên Sài Gòn mà con, cho nên hồi xưa ở đây biểu tình dữ lắm. Cái thời mà đầu thập niên 70 á, cái thời mà đầu, nói chung là trong cái năm 1971 á bà con, là cái thời đó là thời mà sự so găng giữa phó tổng thống với tổng thống, hai người so găng nhau lắm. Một bên đó thì người cày có ruộng, một bên thì thương phế binh Việt Nam có nhà. Rồi một bên đó thì nắm quyền, một bên thì sau lưng thì ủng hộ cho lực lượng thanh niên này nè, lực lượng sinh viên học sinh nè, biểu tình chống lại. Nói chung là giữa tổng thống và phó tổng thống cái thời mà năm đầu thập niên 70-71 á, chở mặt nhau dữ lắm. Rồi bên đây phải đường này, đường Nguyễn Duy Phương nè, hồi xưa là đường La Cai. Bên tay phải ba mày gọi đây là post cảnh sát An Đông. Bên kia là thánh đường Cơ Đốc. Rồi bên tay phải này trường Chí Dụng nè. Bên kia là chợ An Đông. À, bãi thánh đường ha, bãi này là hội thánh Cơ Đốc thuộc Lâm An Phúc Vinh. Đây là hội thánh ở Chợ Lớn. À, bên đây là chợ An Đông. Kim Lý. Tiệm vàng Kim Lý này nổi tiếng ở đây rồi mà. Tiệm cơm truyền ký 2. Ủa, tiệm cơm truyền ký ở ngay chỗ chợ chợ cũ á bà con, giờ mở đây nữa rồi bà con. Ồ, vậy là mới mở thêm chi nhánh đây nè bà con. Cơm đó là gọi là tiệm cơm thố hay phải, hình như là vậy, biết phải không ha, để lát nữa chạy ra chợ cũ rồi sao. Rồi bên tay phải ba mẹ cậu đây hồi xưa là nhà xác của bệnh viện Chợ Rẫy nè. Nhà xác á, thì kiến trúc thì vẫn còn, nhưng mà không có còn làm nhà xác nữa. Bây giờ người dân không ai gọi nhà xác nữa bà con, mày gọi là nhà tang lễ.
À, bên tay trái cái tòa nhà chung cư này bà con, hồi xưa đó là trường Trung Thu đó bà con. À, nguyên tòa nhà cao cao đó bà con, trường đó trường Trung Thu á, trường của gia đình cảnh sát quốc gia đó. Đây là trường đại học sư phạm nè. Đi về. Đường này đường Nguyễn Văn Cừ, hồi xưa là đường Cộng Hòa. Đây là cà phê 343 nè. Đây là sớm Mã Lạng nè bà con.
The Win, My Number. Thôi ba Michael xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.